Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước CF Moto 4x10 SR 2022 ra mắt với mức giá hơn 100 triệu đồng, sở hữu cho mình cây bột cánh gió hoặc cái công suất hơn 50 HP. Trong những năm gần đây, hãng xe đến từ Trung Quốc là Chunfeng Power, viết tắt là CF Moto, đang tích cực xây dựng và phát triển, không chỉ hợp tác và khai thác các công nghệ từ hãng KTM mà còn tham gia vào những cuộc thi Moto3. Sang nguyên mẫu ý tưởng về SRC21 tại cái sự kiện ESMA 2021 vừa qua, thì CF Moto cuối cùng đã chính thức ra mắt một phiên bản sản xuất hàng loạt với cái tên gọi là CF Moto 4x10 SR 2022. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những cái đặc điểm của cái chiếc 4x10 SR 2022 và những trang bị mạnh mẽ mà em ấy giữ lại trên cái dòng xe thương mại. Mặc dù CF Moto chưa chính thức công bố các thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng trong thông báo phát hành mới nhất lần này, có thể thấy xác nhận rằng cái chiếc 4x10 SR 2022 nó được trang bị cho mình cái có động cơ là 2 xăng, tạo ra công suất hơn là 50 mã lực. Cái đèn định vị DLS cũng được giữ lại, trong khi cái đèn tín hiệu tích hợp thêm gương hậu nó tương tự như phiên bản đường đua cao cấp. Các trang bị như phục hành trình ngược, hệ thống phanh của Rainbow và phanh ABS đến từ Bosch, trong khi cái phần cánh gió được cố định, cái phần đèn định vị DLS cũng được giữ lại tương tự như cái bản concept SRC21 với hình dáng thiết kế chi tiết hơn. Theo như tuyên bố chính thức từ CF Moto thì bộ cánh gió cố định này có thể tạo ra 2kg cái lực kéo xuống cái phần đầu xe, và ra cái trọng lượng chế xe dừng ở mức 168kg. Và coi nói cái dòng là CF Moto 4x10 SR 2022 sẽ cho mình thiết kế sang trọng đẳng cấp nhất trong các dòng mô tô phân khúc dưới 500 mã khối trên thị trường hiện nay. Cái hệ thống phanh của cái dòng là CF Moto 4x10 SR 2022 ở dụng cho mình cái kẹp phanh đến từ Rainbow và hệ thống phanh ABS đến từ Bosch. Từ những hình ảnh rò rỉ cái chiếc xe thử nghiệm, những clip trước đó mà chúng tôi đã chia sẻ, có vẻ như phiên bản CF Moto 4x10 SR 2022 sẽ áp dụng thiết kế cái phần cấp đôi nó khác với cái mẫu xe ý tưởng concept SRC21. CF Moto 4x10 SR 2022 hiện sẽ được bán thị trường Trung Quốc. Thời gian đặt hàng bắt đầu vào lúc 8 giờ từ ngày 4 tháng 6 đến hết là ngày 6 tháng 5 theo cái giờ Đài Loan. Khách hàng đặt trước có thể lựa chọn cái phần yên thấp là 785mm hoặc là phiên bản tiêu chuẩn là 795mm, chiều cao là 815mm miễn phí. Với 3 cái chiều cao yên và mức giá bán ra dự khoảng 140.000 nhân đại tệ, nó tương đương cũng gần là 111 triệu đồng khi đó ra từ Việt Nam. Những anh em nào quan tâm đến mẫu xe đường phố sang trọng này thì hãy chờ một khoảng thời gian khá ngắn thôi, em ấy sẽ cũng được cập bến thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.